mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức gặp mặt tuyên dương thành tích đội bóng đá nhi đồng tỉnh đạt giải 3 toàn quốc năm 2020. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Quân Sư Phạm 2020 với sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc nhất cả nước. Các đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra 8 đội xếp nhất nhì mỗi bảng và thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Sau nhiều trận tranh tài hấp dẫn, đội bóng U11 Hưng Yên vượt qua các đối thủ nặng ký, giành huy chương đồng tại giải. Tại buổi vinh danh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 18 cầu thủ và 5 cán bộ huấn luyện viên đội bóng U11 Hưng Yên. Hiện nay phong trào đi xe đạp rèn luyện sức khỏe ở thành phố Hưng Yên ngày càng phát triển. Môn thể thao này thu hút nhiều độ tuổi người tham gia tập luyện. Người trẻ tuổi và trung tuổi thường chọn xe đạp địa hình có độ nặng cao, yêu cầu sức khỏe tốt hơn. Các cụ cao tuổi thường chọn xe đạp thông thường, vận động nhẹ nhàng. Địa điểm được mọi người chọn đi xe đạp là khu vực quảng trường và quanh hồ An Vũ. Đây là môn thể thao dễ thực hiện và không tốn kém, lại rất tốt cho sức khỏe. Nhận thấy trong thôn thiếu nơi tập luyện thể thao dành cho thanh thiếu niên, trong khi sân bóng của thôn lại xuống cấp, tháng 9 vừa qua, thanh niên thôn Vĩnh An, xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang đã vận động các anh em và người dân ủng hộ kinh phí và vật liệu xây dựng để cải tạo sân bóng đá. Với kinh phí 200 triệu đồng quyên góp được, thanh niên đứng ra cải tạo mặt sân, làm đường bít, lắp hệ thống cột đèn, làm lưới bao quanh. Từ khi sân bóng mới đi vào hoạt động đã thu hút được nhiều trẻ em thanh thiếu niên đến vui chơi đá bóng, đồng thời khắc phục được tình trạng sân bóng bỏ hoang và thiếu sân chơi như trước kia. Những năm gần đây, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ ngày càng được người dân xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ chú trọng. Xã đã thành lập được 5 câu lạc bộ thể thao, gồm câu lạc bộ dưỡng sinh với 60 thành viên, cờ tướng trên 20 thành viên, câu lạc bộ cầu lông có trên 30 thành viên và câu lạc bộ khiêu vũ thể thao với trên 80 thành viên và câu lạc bộ bóng đá phát triển mạnh nhất ở thôn Hòa Mục. Ngoài ra, 4 thôn trong xã đều thành lập được các đội bóng chuyền hơi nam nữ, thu hút đông đảo người dân tham gia sinh hoạt, tập luyện hàng ngày. Dù mới phát triển được 3 năm trở lại đây, nhưng phong trào tập luyện bóng chuyền hơi diễn ra khá sôi nổi ở xã Dạ Trạch, huyện Khói Châu. Hiện câu lạc bộ có gần 200 thành viên tham gia tập luyện vào các buổi sáng và buổi chiều hàng ngày. Với mức độ vận động vừa phải, dễ chơi nên bộ môn này thu hút được nhiều lứa tuổi tham gia. Để phục vụ nhu cầu thể dục thể thao nói chung và phong trào đánh bóng chuyền hơi nói riêng của người dân, xã Dạ Trạch đã xây dựng được 7 sân chơi đều từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra địa phương còn phát triển các môn thể thao như bóng đá, tennis. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, phong trào bóng đá phủi trên địa bàn thị xã Mỹ Hào phát triển rất mạnh với nhiều câu lạc bộ bóng đá được thành lập và duy trì hoạt động. Sự đam mê với trái bóng đã từng bước đưa bóng đá phủi tiến gần hơn tới sự chuyên nghiệp, góp phần phát triển nền bóng đá tại địa phương. Anh Nguyễn Văn Huân, giáo viên trường tiểu học Hồng Đức, thị xã Mỹ Hào, vì niềm đam mê với bóng đá nên đã tham gia vào một câu lạc bộ phủi tại đây nhiều năm nay. Là em vào câu lạc bộ được 4 năm. Trong thời gian vừa rồi thì em tham gia các cái giải huyện của mình thì em cũng có sát và được giao lưu tất cả các đội tuyển. Và thành tích tốt nhất của chúng em là đạt giải nhì trong giải khu vực ở dưới tỉnh Hưng Yên mình tổ chức. Hiện tại bây giờ em đang giữ vị trí tiền đạo của câu lạc bộ. Thị xã Mỹ Hào hiện có trên 30 câu lạc bộ bóng đá phổi. Trong đó, mỗi đội bóng và mỗi giải đấu lại mang màu cờ sắc áo riêng biệt. Đến nay, phong trào bóng đá đã có sự phát triển nhanh mạnh và rộng khắp. Đối tượng tham gia cũng phong phú và đa dạng, từ học sinh, sinh viên đến công nhân viên chức, thậm chí cả những người đã về hưu, vừa giúp các cầu thủ nâng cao thể lực, kỹ thuật, đồng thời là sân chơi có chung niềm đam mê với trái bóng. Qua đó, thị xã Mỹ Hào cũng tìm kiếm được những hạt nhân tiềm năng cho những giải đấu lớn của tỉnh. Chúng tôi đã chọn những vận động viên tiêu biểu để thành lập cái đội tuyển của thị xã để đi tham gia giao lưu với các huyện bạn như Văn Giang, như Khoai Châu. Chúng tôi tham gia giải của khu công nghiệp Thăng Long thì chúng tôi cũng được giải nhì. Rồi tham gia các cái cúp tứ hùng của 4 đơn vị tổ chức với nhau thì chúng tôi cũng đã đạt giải cao.
Có thể nói, phong trào bóng đá phủi trên địa bàn thị xã Mỹ Hào là môn thể thao lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, thể lực và tinh thần đồng đội, thu hút đông đảo người dân tham gia. Bên cạnh đó, đây được xem là một sân chơi bổ ích, kết nối niềm đam mê cho những người yêu thích môn thể thao vua. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. 100% dây chuyền công nghệ đồng bộ từ châu Âu, ống nhựa Straumann, chuyên gia ống trong tường.